Hồng Phát 29 tuổi, vợ của Tuấn Huy đã từng một chiếc lắc vàng trên tay bé trai 4 tuổi. Giờ đây thay vì chiếc lắc vàng Trần Hồng Phát đang phải đeo trên cánh tay chiếc lắc vàng thép có hình số 8. Trước đó, ngày 19 tháng 12 qua, hình ảnh của anh ta mê dạ anh mình đã bỗng lại cho thấy sự an ổn và bất động và những tâm của người Việt Trung Quốc, đặc biệt là dạo cuối năm. Vụ cướp xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 12 năm 2022 trên rừng Trần Văn Cẩn, phường Tân Thái Hào, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Từ hình ảnh camera cho thấy vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, người đàn ông đi xe máy bất ngờ áp sát ba đứa trẻ. Sau khi quan sát, người đàn ông đã kéo cậu bé áo đen 4 tuổi lại gần và nhanh tay lột mất chiếc lắc vàng trên tay cậu bé. Sau một lúc hốt hoảng, cậu bé đã chạy về mách mẹ, được biết chiếc lắc vàng của cậu bé được mua với giá hơn 1,5 triệu đồng. Chiều ngày 18 tháng 12, chị đã chở theo con trai tới cơ quan công an trình báo vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera để phục vụ công tác truy xét và điều tra vụ án. Qua đây chúng ta thấy được rằng nếu muốn con an toàn hãy quan tâm để ý chúng, đừng cho chúng mang trang sức ra đường để đảm bảo an toàn cho con trẻ.